đang làm bài tập liên quan tới hàng đẳng thức và cái việc mà a mũ ba cộng b mũ ba cộng c mũ ba bằng ba abc ấy thì vừa làm hai video rồi đấy thì hôm nay thầy nói thêm một chút về về cái chỗ này nhưng mà phải thêm cái từ chú ý với chúng ta ở đây là gì có thể ở đâu đó chúng ta sẽ đọc được cái đề bài là cho a cộng b cộng c bằng không chứng minh rằng cái điều này đấy, thì chỗ này sao thì chỗ này thầy ghi là cái bài một này nhá là đúng nếu mà có cái này ấy, là sẽ suy ra được điều kia thế nhưng cái, cái, tình huống thứ hai này này là cho cái điều bên tay trái tức là cho điều này này ở à, đâu bên tay phải chứ nhưng mà sai đây nó thành bên trái tôi được rồi đừng nói trái phải nữa nó lộn cũng phèo cho cái này này mà lại suy ra a cộng b cộng c bằng không thì sao thì chưa chắc nhá về mặt logic toán học là chưa chắc đâu còn cái trên này thì đúng này bây giờ thầy giải thích vì vì đã có hay là đã chứng minh Thầy làm video rồi đấy Đã chứng minh A mũ 3 cộng B mũ 3 cộng C mũ 3 bằng A cộng B cộng C Nhân với A bình phương cộng B bình phương cộng C bình phương Trừ AB trừ BC trừ CA cộng 3ABC Đã làm cái này rồi Nên bây giờ đặt vấn đề tình huống này Nếu có A cộng B cộng C bằng 0 Là cho cái này bằng 0 Thì thay vào vế phải của sao vế phải của sao rõ ràng rõ ràng là thay vào đấy cái này bằng không vậy thì vế phải bây giờ nó chỉ bằng 3 abc thôi vậy ta suy ra là a mũ 3 cộng b mũ 3 cộng c mũ 3 bằng 3 abc như vậy là cái bài toán 1 này là nó đúng đúng không có bằng không thay vào thì nó bằng vế này nó bằng vế kia vậy là nó đúng còn gì nữa thế nhưng mà tình huống thứ hai nếu có nếu có a mũ 3 cộng b mũ 3 cộng c mũ 3 mà lại bằng 3abc rồi. Thì sao? Thì cũng theo đẳng thức đó. Theo đẳng thức đó. Suy ra. Suy ra cái gì nào? Đây này. Theo cái đẳng thức này nhá, theo cái đẳng thức sau này này. Đó. Bây giờ người ta cho bên này mà lại bằng cái ông này. Thì rõ ràng là cái chỗ này bằng không Đúng không? Thì suy ra là a cộng b cộng c nhân với a bình phương cộng b bình phương cộng c bình phương trừ ab trừ bc trừ ca bằng không vậy thì chúng ta phải suy ra gì suy ra hai trường hợp tích bằng không mà thì suy ra a cộng b cộng c bằng không hoặc hoặc a bình phương cộng b bình phương cộng c bình phương trừ ab trừ bc trừ ca bằng không vậy rõ ràng là cái trường hợp thứ hai này này ta còn ứng với ứng với a bằng b bằng c chứ không nhất thiết là tổng nó phải bằng không mở ngoặc không nhất thiết không nhất thiết a cộng b cộng c bằng không đâu ví dụ mình toàn toàn có thể cho a bằng b bằng c bằng hai mà khi thay vào đây thì 8 cộng 8 cộng 8 là 24 còn bên này là 2 x 2 x 2 là 8 8 x 3 24 nó vẫn bằng nhau đấy thôi nếu mà cái này bằng nhau chắc gì tổng nó đã bằng không nó có thể bằng nhau mà a bằng b bằng m a bằng b bằng c được không đấy nó 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 cũng lan man thôi nó chẳng vào cái bài tập gì cả nhưng mà mình chú ý với nhau như thế cho nó kỹ